Người trẻ của cuộc sống hiện đại luôn có nhiều cách khác nhau để khởi nghiệp và thành công. Bạn Lê Văn Định ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền là một gương mặt trẻ tiêu biểu với mô hình trồng hoa phong lan. Ước mơ lập nghiệp trên chính quê hương của mình, Lê Văn Định đã biến đam mê chơi phong lan thành mô hình kinh doanh có hiệu quả, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hành trình đi đến thành công của Lê Văn Định là gì? Đã có những khó khăn, những thử thách như thế nào? Hãy cùng gặp gỡ chàng trai này trong một bạn trẻ. Những nhánh hoa phong lan đủ sắc màu, khoe mình dưới ánh nắng mai dịu dàng của những ngày tháng 3. Ngắm nhìn phong lan nở rộ đã trở thành thói quen và cũng là niềm vui đặc biệt để bắt đầu một ngày mới của chàng trai trẻ Lê Văn Định. Trở về quê hương, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lê Văn Định bắt đầu khởi nghiệp từ chính đam mê và tình yêu cỏ hoa của mình. Trong thời gian quân ngũ thì mình suy nghĩ rất nhiều về vấn đề là sau này sẽ làm gì. Và trước đó là mình trồng hoa lan chỉ để chơi. Mình dự định là sau khi xuất ngũ là mình về chính quê hương của mình là trồng hoa lan để làm kinh tế trên chính cây hoa lan. Cũng giống như nhiều hộ dân khác ở thị trấn Xìa, huyện Quảng Điền, Định tìm đến với phong lan bởi đây là giống hoa không quá khó để trồng và mang lại thu nhập khá ổn định. Lý do mình chọn cây hoa lan là vì cùng một đơn vị diện tích thì cây lan sẽ cho kinh tế và hiệu quả cao hơn so với các loại rau màu hay là trong cây lúa. Công của cây lan thì nhà những yêu cầu kỹ thuật cao. Hoa lan được xem là nữ hoàng của các loài hoa. Khó có thể tìm được loài hoa nào hội tụ được nhiều yếu tố, đặc điểm quý như ở phong lan. Từ màu sắc phong phú, kiểu dáng đa dạng, đến dáng cây tạo nên tổng thể quý phái, sang trọng và tinh tế. Giữa muôn vàng loài hoa, có lẽ phong lan được khá nhiều người yêu thích. Để có được một vườn phong lan rộng trên 400 m², với trên dưới 2.000 giò, đủ các giống lan khác nhau, Lê Văn Định đã phải đầu tư khá nhiều thời gian và công sức. Cây lan từ khi gieo giống đến khi cho hoa thì mất tầm khoảng 1 năm. Kỹ thuật trồng lan của mình tìm hiểu qua sách báo hay là các trang mạng và đến các vườn lớn để học hỏi kinh nghiệm. Bất lợi của thời tiết Huế là rất lớn, là mùa nắng thì rất nóng, nhưng đến mùa mưa thì lại kéo dài, gây cho lan dễ thổi. Để khắc phục những cái khó khăn của thời tiết Huế thì mình là làm bằng mái ni lông hay là mái tre là để tránh mưa. Thay vì một lớp lưới thì mình dùng nhiều lớp lưới hơn để giảm lại độ sặn. Nhân giống hoa lan theo thị hiệu của người chơi: lan giả hạt, lan kiếm, lan trầm hay nguyên xuân là những giống lan chủ đạo được khách hàng yêu thích lựa chọn khi đến với vườn lan nhà Định. Khu vườn mơ ước ngày nào của chàng nông dân trẻ giờ đã được nhiều nơi biết đến. Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, không chỉ ở Huế mà còn có nhiều khách hàng ở các tỉnh thành lân cận. Đời sống của Định và gia đình nhờ đó cũng khấm khá lên nhiều. Mô hình của mình thì hộ gia đình do mình là quản lý và tự chăm sóc. Mình chơi thì tầm đến 7 năm rồi, nhưng mà gây dựng để kinh doanh thì trong vòng 3 năm. Hiệu quả đem lại từ vườn lan này là rất lớn. Ngành nghề này là rất chi là hợp với thời điểm hiện tại, là nhu cầu chơi kiện, chơi cảnh được phổ biến hơn. Mình quyết tâm là mở rộng thêm diện tích để phục vụ cho cái nhu cầu của người dân. Không chỉ tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, Định còn là gương mặt thanh niên tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội tại địa phương. Vườn này cũng lớn nhưng mà
định là một trong những gương mặt tiêu biểu là thanh niên trẻ của thị trấn Sìa. Thị định cũng còn tham gia rất là nhiều các cái hoạt động, các cái phong trào của đoàn địa phương phát động cũng như là cấp trên đã đem lại những cái dấu ấn. Đặc biệt là trong năm 2020 vừa rồi thì định cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu trong cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn toàn tỉnh. Với những ai đam mê phong lan đều cảm thấy thích thú khi được tham quan khu vườn của bạn trẻ này. Cũng là một người chơi lan giọng bằng đỉnh, tháng năm tới được rồi nhất của phong lan thì cũng ra nhà bằng đỉnh chơi để ngắm hoa. Vườn bằng đỉnh là một vườn mà mình thấy là đẹp nhất nhì trong khu vực chơi lan của mình. Hoa thì rất là đa dạng, nhiều chủng loại. Những anh em trong hồ chơi lan thì cũng rất nhờ bằng đỉnh rất là nhiều chia sẻ những cái kỹ thuật, những cái cách chăm lan để cho anh em chơi lan trong Quảng Điền mà có thể chăm lan đạt hơn, là ra sai hoa hơn và có hiệu quả kinh tế hơn. Ở tuổi 26, Lê Văn Đình, người con của quê hương Quảng Điền, đã thành công bằng chính đam mê và nỗ lực của bản thân. Vùng quê bình yên với những ruộng nước mênh mông dường như đẹp hơn bởi những vườn phong lan khoe sắc. Niềm hạnh phúc lớn nhất của mình khi gắn bó với nghề trong lan này là đầu tiên là mình sống được về chính đam mê của mình, đem lại một nguồn kinh tế cho gia đình của mình. Cảm giác rất chi là vui và hạnh phúc khi thấy những giò lan của chính tay của mình làm ra bơm hoa và tỏa hương thơm.